tiền đấy, cái mô để sang đây anh dùng cái đúng phát là chạy đây này. Năm nay đúng từ đợt bé ăn lớn nhờ, năm nay mình mới thấy ông anh dùng anh xuống anh dọn dẹp cái khu khu mộ mà nghìn tỷ này. Đâu tính ra cái thời mà anh xây là đến bây giờ đúng nghìn tỷ chưa? Cái đâu khu kia khu này bật được cái nào đấy là tính nghìn tỷ thì lúc đấy mà đổi tiền đổi tính cái vàng bây giờ là nghìn tỷ chưa? Ờ cắm nhiều vào em. Mời các cụ về ăn Tết. Quê em là ngày 30 Tết này là khu vực thành phố Buồn này nó giống như lễ hội luôn. Đấy, khu vực thành phố Buồn này như ấy luôn. Chết mẹ rồi, đéo kêu ai mà. Mộ nhà mình có ấy, đéo mất khăn. Con cháu xuống dọn. Ok ok. Khăn với xô nước là được. Hả? Chú Toàn cầm không? Bà Toàn có cầm khăn đúng không? Đây khu vực mộ bà nội. Ô cây mẫu đơn ông An trồng chết à hay bò cái gậm đây. Quái này. Đấy, cứ cắm mỗi bát hương một cành là được. Còn lại để sang bên kia. Đây là khu mộ các cụ họ Phạm Văn. Địch nhà giám đốc. Chi mộ Phạm Văn. Đây vứt sang bên kia, vứt sang bên kia. Vứt vào dìa dìa đấy, đây là kẽ này, vào kẽ này. Đây cứ vứt hết vào kẽ này. Vứt vào, không có gì cứ vứt vào. Cứ vứt vào. Không, cái kẽ này giáp ranh giữa hai nhà mà.
đừng vứt sang bên nhà họ ơi, nhà ai đây họ vây chỗ này rồi nhỉ. Đấy, còn bảo xây ra. Mình còn bảo là xây ra đi. Mình xây ra đi, mình để mình xí cái chỗ này làm cái sân lễ. Giờ nó xây bố lần đâu. Xây vòng đây được mấy mét đất nữa. Đâu ý là muốn xây thêm ở đây, mình chưa kịp xây thì nó đã xây, nó khôn hơn mình. Nó xây sớm hơn. Thằng ấy nó khôn hơn, nó xí trước. Bà chị về sớm khi là ông xây rồi đấy. Bà chị về muộn. À đây này, có cái dao phát đấy. Sang bên chỗ Bắc Đồng lấy cái dao kìa, phát. Để đèo không? Đấy, nguyên khu Phạm Văn, khu vực này hết. Khu vực quận nhất. Nguyên khu vực quận nhất này, họ Phạm Văn chiếm mất gần nửa. Đấy, Phạm Văn, nguyên khu vực quận nhất này luôn. Khán chú Toán kìa. Trần luôn. Chỉ mọi năm là toàn muốn đi chơi không là không có thua. Nên năm nay là tần đàn vát là về lấy vợ. Đấy em để tường đấy để bao nhiêu là đi tắm không phải là ông toàn vũ rượu. Đây là không nhìn thấy cháu. Cho nên là ở giá từ mấy này đi. Chung năm vừa rồi về là sạch lấy được vợ đấy, ba cái đường tiểu nào. Chứ không là tầm giờ vẫn đang còn đơ. Tầm giờ khi đang ở trong mình làm ấy. Riết. Cho nên 10 bây giờ đang muốn nối lại tình xưa nên phải xuống để rửa mộ rồi. Đúng không ông đã? Bảo bố nối lại tình xưa. Đây đây, Toản đang rửa bên kia đã. Nứt nứt. Mình có một xuống và cứ trong tay đường dít phát là gần cuối năm phát là.
Anh